vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 15 tháng 1 năm 2022 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dày rác, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, phía Nam có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.